Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình Phong thủy Gia Cát, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, một trong những con giáp may mắn trong tháng 12 khi nói đến thì không thể nào bỏ qua những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. May mắn và thành công của họ đến từ đâu? Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải về tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn. Song lại nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Người này luôn sống hết mình với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng rãi, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Nữ mệnh tính tình hiền dịu, là mẫu dâu hiền vợ thảo, điển hình. Họ thường có phúc tướng vượng phu ích tử, được nhiều người yêu thương. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi nhiều điều này, trở nên hoàn thiện hơn thì sẽ tốt cho bạn rất nhiều. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Nên học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, gia chủ Kỷ Mùi khá chủ động trong chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng bày tỏ tình cảm đối với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt sẽ giúp cho bạn tìm được tình yêu mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì vận tài của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều hãy tập trung lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ nên hoang phí quá mức và cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình phải chịu khổ. Kỷ âm thổ gặp tân âm kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ Kỷ Mùi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất về sự nghiệp con vận. Trong tháng này, mệnh chủ Kỷ Mùi sẽ có những bước tiến đột phá trong công việc. Họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Kỷ Mùi tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai. Cũng không mong chờ được giúp đỡ, thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để chủ động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công sức của mọi người. Hãy có những cơ sở đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Đối với những người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ, nhưng bạn vẫn thấy khó khăn trong các mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở mức độ nào đó. Miễn là có cơ hội đi công tác hoặc làm việc ở nơi khác thì bạn đừng ngần ngại hoặc che đậy mong muốn bên trong của mình, vì cơ hội để cải thiện vận may của bạn phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Ngay cả khi bạn không thể đi ra ngoài, hãy cố gắng giải quyết các nhiệm vụ mới hoặc làm việc trong một môi trường mới và gặp gỡ các khách hàng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét vận trình tài lộc tháng 12 năm 2021 âm lịch, họa phá tài đang ập đến, tuổi Kỷ Mùi xui xẻo hết lần này đến lần khác tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không dễ dàng, dành dụm được là bao nhiêu, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau lại hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay là tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh, mua sắm dịp cuối năm. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ con giáp này phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay bạn. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào bản thân. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Tử vi tháng 12 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có đôi chút khó khăn đối với người tuổi Kỷ Mùi. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn nặng lòng với công việc không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an cũng như là sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 12 âm lịch, năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Kỷ Mùi. Những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc là những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc là dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn phải biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau, như vậy sẽ tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Trong tháng 12 âm lịch này, gia đình bạn sẽ có những xích mích tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, bạn hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức ngày 12 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 12 năm 2021, tức ngày 24 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi mà tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 3 tháng 12 năm 2021, tức ngày 5 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức ngày 17 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 12 năm 2021, tức ngày 29 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại anh chị, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021 tuổi Kỷ Mùi nằm trong bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi, nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mùi sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Kỷ Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 12 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này, chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn, thành công hơn trong cuộc sống. Diễm Quỳnh cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.